chào quý vị, Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Bão số 4 lao nhanh vào đất liền, đổ bộ từ Quảng Trị đến Quảng Nam. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm ngày 19 tháng 9, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía đông bắc Hoàng Sa đã mạnh lên thành bão số 4 năm 2024. Hồi 4 giờ, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc, 109,8 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng 210 km về phía Đông Bắc, cách Quảng Trị khoảng 260 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tương đương 62 đến 74 km/h, giật cấp 10, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km/h. Đến 16 giờ ngày 19 tháng 9, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20 đến 25 km/h trên vùng biển ven bờ từ Quảng Trị đến Quảng Nam, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8 và cấp 10, độ rủi ro thiên tai cấp 3. Khu vực chịu ảnh hưởng thuộc vùng biển phía tây của khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm khu vực Hoàng Sa, vùng biển từ Nghệ An đến Quảng Ngãi, bao gồm đảo Lý Sơn, Cù Lao Chàm, Cồn Cỏ, Hòn Ngư, khu vực đất liền từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam. Đến 4 giờ ngày 20 tháng 9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 đến 20 km/h, suy yếu dần thành vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất của vùng áp thấp là dưới cấp 6. Khu vực chịu ảnh hưởng thuộc vùng biển từ Nghệ An đến Quảng Nam, bao gồm đảo Cù Lao Chàm, Cồn Cỏ, Hòn Ngư, khu vực đất liền từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam. Do ảnh hưởng của bão số 4, vùng biển phía tây khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm khu vực Hoàng Sa, vùng biển từ Nghệ An đến Quảng Ngãi, bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn, Cù Lao Chàm, Cồn Cỏ, Hòn Ngư, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, tương đương 39 đến 61 km/h, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, tương đương 62 đến 74 km/h, giật cấp 10, tương đương 89 đến 102 km/h, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, khu vực biển từ Bình Định đến Cà Mau, phía nam của khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển Trường Sa, gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Ven biển các tỉnh từ Quảng Bình tới Quảng Nam cần đề phòng nước dâng do bão cao từ 0,3 đến 0,5 mét, kết hợp với triều cường và sóng lớn, gây sạt lở đê, kè biển, ngập úng tại khu vực trũng thấp. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn. Trên đất liền, từ sáng ngày 19 tháng 9, vùng đất liền ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, tương đương 62 đến 74 km/h, giật cấp 10, tương đương 89 đến 102 km/h. Sâu trong đất liền có gió giật cấp 6, cấp 7, đề phòng xuất hiện các ổ mây dông mạnh phía trước hoàn lưu bão. Trong điều kiện thời tiết xảy ra mưa dông mạnh, hệ quả đi kèm với nó là cây xanh gãy đổ, các mái tôn, biển hiệu quảng cáo có thể bị thổi bay trong không khí. Cơ quan khí tượng cảnh báo về tình hình mưa lớn. Từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9, khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 300mm, cục bộ có nơi trên 500mm, đề phòng mưa cường suất lớn, trên 150mm, trên 6 giờ. Ở khu vực Quảng Trị, Đà Nẵng trong ngày 19 tháng 9, ngày 19 tháng 9, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm, có nơi trên 70mm. Mưa lớn dẫn đến tình trạng ngập lụt cho các khu vực đô thị, nơi tập trung đông dân cư, do nước không kịp thoát. Ứng phó bão số 4, Quảng Trị sơ tán dân tránh lũ quét sạt lở thế nào? Chiều ngày 18 tháng 9, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị đã có báo cáo tình hình triển khai công tác ứng phó áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và mưa lớn trên địa bàn. Theo đó, trên địa bàn Quảng Trị có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to như đập thủy điện La Tó 71,2 mm, A Vào 58 mm, huyện Đạc Rồng, Thủy Văn Đông Hà 50,2 mm. Dự báo, từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9, khu vực ở Quảng Trị có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 250 mm, có nơi trên 350 mm. Các huyện Hướng Hóa, Đắk Rông, lượng mưa phổ biến từ 120 đến 220 mm, có nơi trên 300 mm. Căn cứ đặc điểm địa hình diễn biến của áp thấp nhiệt đới và dự báo hoàn lưu mưa lớn áp dụng phương án ứng phó khi áp thấp nhiệt đới và bão đổ bộ cấp độ 3, địa bàn tỉnh Quảng Trị chia thành 5 vùng trọng tâm gồm: vùng trực tiếp ảnh hưởng của bão, nước biển dâng thuộc các huyện ven biển Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng và huyện đảo Cồn Cỏ. Vùng ngập sâu trên các lưu vực sông Thạch Hãn, Ô Lâu, Bến Hải, Hiếu, Sepol. Vùng lũ quét ở Hướng Hóa, Đắk Rông, Gò Đồi ở Cam Lộ.
vùng sụt lún sạt lở đất ở Cam Lộ, Đắk Rông, Hướng Hóa, vùng ngập cục bộ ở Hướng Hóa, Đắk Rông, Cam Lộ. Về phương án sơ tán dân tránh áp thấp nhiệt đới, bão cấp độ 3. Số người dự kiến cần sơ tán tránh bão của 4 huyện ven biển Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng và huyện đảo Cồn Cỏ là 9.509 hộ với 29.959 người, trong đó ưu tiên phương án di dời khẩn cấp 1.471 hộ với 4.411 nhân khẩu bị ảnh hưởng của các xã ven biển thuộc các huyện Hải Lăng, Triệu Phong, Gio Linh, Vĩnh Linh và huyện đảo Cồn Cỏ. Kịch bản sơ tán, di dời dân tránh lũ trên báo động 3. Số lượng người dự kiến cần sơ tán trên toàn tỉnh là 14.012 hộ so với 53.159 nhân khẩu, trong đó huyện Vĩnh Linh 623 hộ trên 1.850 nhân khẩu, huyện Gio Linh 832 hộ trên 3.005 nhân khẩu, huyện Cam Lộ 1.110 hộ với 3.588 nhân khẩu, thị xã Quảng Trị 944 hộ với 3.132 nhân khẩu, huyện Triệu Phong 3.060 hộ với 13.320 nhân khẩu, huyện Hải Lăng 1.452 hộ với 4.564 nhân khẩu, thành phố Đông Hà 1.217 hộ với 4.455 nhân khẩu, huyện Đắk Rông 1.185 hộ với 4.850 nhân khẩu, huyện Hướng Hóa 3.589 hộ với 14.395 nhân khẩu. Kịch bản sơ tán di dời dân tránh lũ trên báo động 3+1m. Số lượng người cần sơ tán trên toàn tỉnh là 20.011 hộ với 71.643 nhân khẩu. Kịch bản sơ tán di dời dân tránh lũ trên lũ lịch sử. Số người dự kiến cần sơ tán trên toàn tỉnh là 27.934 hộ với 103.993 nhân khẩu tại các huyện, thị xã, thành phố nêu trên. Kịch bản sơ tán di dời dân vùng lũ xảy ra lũ quét. Tổng số hộ dân cần sơ tán di dời là 2.393 hộ với 9.683 nhân khẩu tại 36 xã thuộc 5 huyện Hướng Hóa, Đắk Rông, Gio Linh, Vĩnh Linh, Cam Lộ, thị xã Quảng Trị và thành phố Đông Hà. Kịch bản sơ tán di dời dân vùng xảy ra sạt lở đất. Tổng số hộ dân cần sơ tán di dời là 1.295 hộ với 5.924 nhân khẩu tại 27 xã thuộc 4 huyện Hướng Hóa, Đắk Rông, Gio Linh, Vĩnh Linh. Ngoài ra, để chủ động trong công tác ứng phó với diễn biến bão, mưa lũ kéo dài, tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị kiểm tra, rà soát công tác dự trữ lương thực, các mặt hàng thiết yếu ở cấp cơ sở, nhất là những địa phương dễ bị cô lập, chia cắt, đề nghị người dân dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm đảm bảo sinh hoạt từ 7 đến 10 ngày. Áp thấp nhiệt đới sắp thành bão số 4, miền Trung mưa trắng trời, nhà dân tốc mái do dông lốc. Mưa lớn liên tục trút xuống trên diện rộng, tỉnh Quảng Nam cảnh báo lũ trên các sông và sạt lở, lũ quét ở miền núi. Trong khi đó, áp thấp nhiệt đới gây gió mạnh khiến một số nhà dân ở Quảng Ngãi bị tốc mái do dông lốc. Chiều 18 tháng 9, đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi bắt đầu có gió to, sóng lớn, biển động mạnh do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão số 4. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ sáng ngày 18 tháng 9, tại Quảng Ngãi có mưa lớn trên diện rộng, huyện đảo Lý Sơn đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động mạnh, hiện tuyến vận tải hành khách đường thủy Sa Kỳ, Lý Sơn và ngược lại đã tạm ngưng hoạt động từ trưa ngày 18 tháng 9. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên vùng biển tỉnh Quảng Ngãi có gió cấp 5, cấp 6, giật cấp 7. Từ chiều và đêm 18 đến ngày 19 tháng 9, vùng biển Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Các khu vực vùng núi mưa lớn, đề phòng nguy cơ lũ quét trên các sông suối, sạt lở đất và các huyện miền núi Sơn Tây, Sơn Hà, Trà Bồng, Minh Long. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành công điện khẩn, yêu cầu các sở ngành, chính quyền địa phương tập trung biện pháp khẩn trương ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão số 4. Tỉnh Quảng Ngãi đã cấm tất cả các phương tiện tàu thuyền ra biển hoạt động từ 12 giờ ngày 18 tháng 9 cho đến khi thời tiết ổn định. Ông Ngô Văn Thính, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới rạng sáng ngày 18 tháng 9 xảy ra trận dông lốc kèm theo mưa lớn làm 3 nhà dân trên địa bàn xã bị tốc mái, trong đó một ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn, những nhà còn lại bị tốc mái 50%. Ngày 18 tháng 9, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão số 4, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có mưa rất lớn trên diện rộng. Theo ghi nhận tại thành phố Tam Kỳ, mưa lớn liên tục và kéo dài khiến một số tuyến đường trên địa bàn bị ngập nặng, giao thông đi lại gặp một số khó khăn. Tại các địa phương ven biển, ngư dân đang khẩn trương gia cố, đưa tàu thuyền, ngư cụ đến nơi an toàn.
Lực lượng bộ đội biên phòng tại các đồn ven biển đã tỏa đi những vùng trọng điểm để giúp đỡ người dân chạy đua với cơn bão số 4. Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam dự báo, từ 7 giờ ngày 17 tháng 7 đến 7 giờ ngày 18 tháng 9, các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 150 đến 300 mm, có nơi trên 400 mm. Thời điểm sáng ngày 18 tháng 9, mực nước trên sông Vu Gia, Thu Bồn và Tam Kỳ đang biến đổi chậm và ở mức dưới báo động 1. Từ đêm 18 đến ngày 20 tháng 9, các sông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, biên độ lũ lên ở thượng lưu đạt từ 2 đến 4 mét, hạ lưu từ 1 đến 2 mét, đỉnh lũ trên sông Vu Gia ở mức báo động 1 lên đến báo động 1. Khu vực sông Thu Bồn ở dưới mức báo động 1, trên sông Tam Kỳ ở mức dưới báo động 1. Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các huyện miền núi, ngập úng các khu vực tập trung đông dân cư và các vùng trũng thấp. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.